Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một số mẫu còn 2 khúc và 3 khúc và chiều dài tương ứng là từ 2m7 đến 3m9. Thì giá bên mình báo là giá này đã chưa có ship nha các bạn. Ship là 40, đối với còn thì bên mình sẽ ship là 40.000 một đơn, ship có toàn quốc. Thì ở đây là mình có cây thứ nhất này. Cái này là một cây hàng nội địa Nhật dài 2m7, 2 khúc. Và cây này là có tất cả là 2 đợt nha các bạn. Cán của nó thì được có nhợ như thế này các bạn. Bát là bát vặn nha. Cái này 2m7 độ cứng DX này. Đây. Thì ngoại hình là có trầy xước mà không có kể các bạn. Nhìn kỹ thì mình mới thấy được. Cái này là khoen của nó là khoen nhỏ nha. Khoen này là khoen loại sứ đen. Tay nó có hai đọt như thế này nha các bạn. Thì một đọt của nó là có tất cả là một đọt là 8 khoen, một đọt là cái này thì là 7 khoen các bạn. Khoen này là khoen loại sứ đen nha. Thì ở đây là thì một đọt của nó là một đọt ba lê các bạn, một đọt là ba lê hai nha. Thì đọt này là dạng đọt tháp các bạn, tại cá khá là ok. Thì ở đây là có hai đọt, cái này đọt của nó khá là cứng, cái này dùng mình dùng câu bộ lực câu cá tra rồi các bạn. Thì cái này mình bán với giá là 550.000 nha, cái này giá 550.000. Hai đọt dài 2m7 và một đọt là 3 ly, một đọt là 3 ly 2. Đây là cái thứ hai nha các bạn. Cái thứ hai thì vòng đầu cán nó là cán gỗ như thế này, được uống nhựa. Cái này thì ngoại hình có trầy xước nha. Trầy xước con này nè. Trầy xước cũng khá là nhiều. Bát của nó là bát Fuji. Đây là cái thứ hai nha các bạn. Đây. Cái thứ hai này là mình có là một cây dài 2m. Cây này là dài 2m7 các bạn. Cây này dài 2m7 nha. Thì cây này là dài 2m7. Cán của nó là được một phần gỗ, một phần được quấn nhỏ như thế này. Bát là bát Fuji các bạn. Fuji F7B. Thì cái này là hàng, cái này là USA bass nha. Đây. Cái này thì ngoại hình có trầy xước nha các bạn. Ngoại hình trầy xước cũng khá là nhiều đó. Cái này là khoen của nó là khoen loại đá xám. Cái này có tất cả là 7 khoen nha các bạn. Có tất cả là 7 khoen, loại đều là khoen loại đá xám hết. Thì ngọn, cái phần ngọn của nó này, phần này là hình khéo ok, không trì xước gì nhiều. Thì cái này là đọt của nó, đọt bộ lực các bạn. Đọt khá là lớn. Cái này đọt có, cái này đọt 4 ly nha các bạn. 2m7 đọt 4 ly, ngoại hình là có trầy xước. Bát là bát Fuji FF7. Cái này có giá là
450.000 nha các bạn. Cây này giá 450.000 nha. Cây thứ ba. Đây là cây thứ ba này. Cây thứ ba ở đây là mình có một cây đai hoa dài 3 mét. Hai đọt. Thì cây đai hoa này ngoại hình còn rất là đẹp mà. Mới tầm 80 đến 90%. Đây, hiệu đai hoa nha. Đai hoa nó ở bát luôn các bạn. Bát của nó là bát vặn. Tay quấn nhỏ như thế này. Dài 3 mét. Hàng đai hoa. Thì cây này ngoại hình còn rất là đẹp. Mới tầm gần như mới 100% luôn các bạn. Ngoại hình không có rầy xước nhiều. Quen của nó là quen loại đá xám như thế này. Nó có hai ngọn nha các bạn. Một ngọn dùng để câu dẻo và một ngọn dùng để câu bộ lực. Thì ngọn câu dẻo là của nó là 2 ly 2 nha. Ngọn câu bộ lực là 4 ly nha các bạn. Đều là ngọn này đều là ngọn tháp hết. Nên là tải cá nó rất là ok. Cái này đoạn tháp ngọn 4 ly mà khá là cứng. Có thể tương ứng với cái con ngọn như các bạn thấy là có thể với cầm thường là tương ứng với ngọn 5 ly nha. Thì cái này dài 3 mét. Hai ngọn, một ngọn là 2 ly câu dẻo và một ngọn là 4 ly đọt tháp. Thì cây này mình bán với giá là 600.000 nha các bạn. Cây hoa này giá 600 nha. Cây thứ tư. Cây thứ tư ở đây là mình có một cây 3 khúc dài 3m3 hàng Olympic nha. Đây các bạn. Thì ngoại hình là còn tương đối mới. Mới tầm 80%. Nó chỉ bị trầy xước ở phần đây thôi các bạn. Ngoại hình thì nó chỉ trầy xước nhẹ đây và ở đây thôi. Ngoại hình còn tương đối khá là ok nha. Thì cây này bát của nó, khoen của nó là khoen cái là inox như thế này, có thể gập được. Bát là bát vặn nha các bạn. Đây là khoen loại sứ trắng. Thì cây này có tất cả là cây này có tất cả là 5 khoen các bạn. Cán là cán gỗ như thế này nha. Dài 3m3. Cây này đọt 2 ly 8 nha các bạn. Giá là 500.000. Đây là cây thứ tư này. Đọt 2 ly 8 giá 500. Cây thứ năm. Cây thứ năm ở đây là mình có một cây Olympic dài 3m3. Thì cây này là có cán gỗ. Cán gỗ ngoại hình mới tầm 80 đến 85% nha các bạn. Hàng Olympic này. Cây này thì có tất cả là 7 khoen. 8 khoen bao gồm cả đầu bu các bạn. Khoen của nó là khoen loại sứ trắng nhỏ như thế này nha. Thì đầu bu của nó là dạng đầu bu rồng rọc. Cầm này thì chuyên dùng câu biển đầu rồng rọc này tại cá rất là tốt nha các bạn. Hoặc là mình câu cá tầm 6-7kg còn ok nha. Cây này là giá là 500.000 nha các bạn. Cây thứ 6. Cây thứ 6 ở đây là mình có một cây dài là 3m6. Cây này dài 3m6 bát vặn. Khoen loại sứ trắng nha. Khoen loại sứ trắng như thế này. Và cán của nó là cán gỗ nha các bạn. Cán gỗ ngoại hình còn tương đối. Thì cây này có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Cái này đọc 3 ly 2 nha các bạn. Cái này đọc 3 ly 2 giá là 450.000. Đây là cái thứ 7 này. Cái thứ 7 thì ở đây là mình có là một cây
Cái thứ bảy hàng nội địa Nhật nha các bạn. Tên của nó là New World, dài 3m6. Thì cây này có tất cả là 5 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Khuyên của nó là khuyên loại sứ trắng. Và có thể gặp như thế này nha. Cán gỗ. Ngoại hình thì có trầy xước nha các bạn. Cái này ngoại hình có trầy xước nha. Tem mạc thì mờ rồi. Ở đây nhưng mà ở đây thì mình vẫn thấy là tên của nó là tên New World này. Cây này là độc 3.8 nha các bạn. 3.8 hàng bộc lộc nha. Giá là 450.000 nha các bạn. Đây là cây thứ 8. Cây thứ 8 thì ở đây là mình có một cây Olympic. Tên của nó là Olympic 300 Olympic Gold các bạn. Thì dài 3m6. Hàng Olympic này. Olympic dài 3m6, bát là bát Fuji FS7. Ngoại hình còn tương đối, ngoại hình còn tương đối đẹp nha các bạn. Mới tầm 85-90%, không có trầy xước nhiều. Cái này là khuyên của nó là khuyên carbon các bạn, loại sứ trắng. Hàng Olympic. Thì ở đây nó có tất cả là, cái này thì có tất cả là 5 khuyên nha các bạn, bao gồm cả đầu bu. Thì ngọn của nó này, cái này ngọn 3 ly nha các bạn. Cái này có giá là 450.000. Đây, cây thứ 8 giá 450.000. Đây là cây thứ 7. Cây thứ 7 ở đây là mình có một cây hàng nội địa này. Cây này là cây Black 363, dài 3m63 các bạn, gồm 3 khúc nha. Thì có tất cả là 4 khuyên. Khuyên của nó là khuyên loại sứ trắng. Khuyên này thì có thể gặp được nha các bạn. Đây là cán gỗ. Bát Fuji FS7. Ngoại hình là có trầy xước mà không có đáng kể các bạn. Nhìn kỹ thì mình mới thấy nha. Thì cây này đọt. Đọt của nó là hàng đọt bộ lực. Cây này đọt 4 ly các bạn. Câu cá tra, câu cá lớn, ok nha. Và cái này giá là 450.000. Cái này giá 450.000 nha, số 9. Đây là cái thứ 10 nha. Cái thứ 10 ở đây mình có là một cây đai hoa dài 3m9. Cán gỗ rất là đẹp. Ngoại hình thì cái này tại vì màu nó là màu cà phê sữa các bạn, nên nhìn nó hơi tối. Nhưng mà ngoại hình là có trầy xước, nhưng mà ngoại hình cũng nhìn tầm 60-70%. Khuyên của nó là khuyên loại sứ trắng nha các bạn. Có tất, ở đây là nó có tất cả là 5 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Thì cây này là cán gỗ bát vặn. Đây các bạn, đây là hàng đai hoa, cây này là đai hoa nha, 3m9. Cái này là đọt 4 ly các bạn. Đọt 4 ly hàng bộ lực nha. Giá là 450.000.
Cây thứ 11 ở đây là mình có là một cây cần nội địa dài 3m9. Cán của nó là cán gỗ như thế này các bạn. Cây này thì mất hết trên mạc rồi. Bán là bắt bằng. Màu vàng chanh nên nhìn còn rất là mới. Cây này thì có tất cả là 5 khoen, bao gồm cả đầu bu, khoen cái đây là khoen inox là mình có thể gặp được này. Khoen của nó là khoen loại sứ trắng nha các bạn. Ngoại hình nè, có rời xước nè. Cái này rời ngoại hình tầm 70% nha các bạn. Đọt 4 ly nha các bạn. Đọt 4 ly thì hàng này cũng như là hàng bạo lực nè. Mình có thể câu cá lớn được. Phải cá từ 8-9kg là bình thường các bạn. Cái này cũng có giá là 450.000 nha. Thì hàng bên mình đó là mình đều ship code kiểm tra trước khi nhận hàng. Và những cái cây cần ở đây thì đều mình đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Khoen bát không có vấn đề gì. Ngoại hình chỉ có cũ hoặc mới hơn thôi. Còn khoen bát là ok hết nha các bạn. Các bạn đặt hàng á thì kiểm tra hàng rồi nhận hàng. Nhận hàng rồi kiểm tra rồi thanh toán. Rồi bên mình thì